Để mở đầu bài hôm nay thì tôi xin thay mặt Chi hội sinh Việt Nam trân trọng cảm ơn công ty Samsung cũng như công ty Ao Việt trong quá trình đồng hành với Chi hội sinh Việt Nam để cùng tổ chức các cái buổi giảng online gọi là webinar về cái chuỗi bài về siêu âm đàn hồi, ứng dụng siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán các cái bệnh lý khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ xin trình bày cái phần ứng dụng siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp. Đây là cái mục tiêu của cái bài này, tức là hiểu được các cái nguyên lý kỹ thuật siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, nắm được cái kỹ thuật để chẩn đoán siêu âm đàn hồi trong bệnh lý tuyến giáp, nắm được các cái ứng dụng lâm sàng trong chẩn đoán và hiểu được một số hạn chế của các cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi trong bệnh lý tuyến giáp. Đây là cái phần nội dung chúng ta sẽ trải qua, sẽ tôi sẽ trình bày, cũng có giới thiệu cơ sở vật lý và nguyên lý kỹ thuật khám, phân tích kết quả ứng dụng lâm sàng và bàn luận. Trong cái phần giới thiệu thì tôi xin nhắc lại đến các cái bệnh lý tuyến giáp có thể thường gặp, phần dịch tễ của cái ung thư tuyến giáp, giải phẫu bệnh của ung thư tuyến giáp, cách sàng lọc ung thư tuyến giáp, phân tầng nguy cơ của ung thư bệnh lý tuyến giáp, ung nốt giáp và chẩn đoán ung thư giáp bằng kỹ thuật chọc nhỏ, kim nhỏ. Đây là cái lò các cái bệnh lý của cái thương tổn khu trú, gồm có thương tổn khu trú, gồm có cái thương tổn người ta gọi là nốt giáp. Thì cái thương tổn nó có thể là thắng sản nốt, có thể là nang đơn thuần hoặc nang xuất huyết, các cái nốt viêm trong cái bệnh lý viêm gan cấp, mạn cấp, mạn tính, hoặc là các cái u tuyến nang, thể kéo, thể nang lớn, thể nang nhỏ. Đối với thương tổn giáp ác tính, tức là thương tổn nốt giáp ác tính thì cũng có ung thư. Ung thư thì có các cái dạng khác nhau, các cái dạng vô học khác nhau, có thể do ung thư lymphoma hoặc là do các cái di căn ung thư các nơi khác đến tuyến giáp. Về cái các cái thương tổn bệnh lý tuyến giáp lan tỏa thì có thể xếp vào loại cách, tức là bù giáp đơn thuần, tức là một cái thắng sản lan tỏa, thắng sản thể keo, hoặc là viêm giáp cấp, viêm giáp sợi rido, hoặc là một cái viêm giáp bản cấp decurven, hoặc là viêm giáp màng, hoặc là viêm giáp lymphoma, lympho từ miệng Hashimoto, hoặc là các cái viêm giáp Hashimoto từ miệng khác, hoặc là viêm giáp từ miệng Basedow. Đây là hàng loạt các cái thương tổn lan tỏa của tuyến giáp. Về các cái dịch tễ học nốt giáp, đây là một nốt giáp, là một sự định nghĩa, nó là một hình thành một khí thương tổn riêng biệt, tách biệt về nốt giáp, và nó hiện diện trong khoảng những cái đối tượng khoảng 18 đến 65 tuổi thì nó khoảng 33%, nhưng mà trên 65 tuổi thì nó đến 50%, tức là hai người thì có một người, đặc biệt là ở nữ. Tuy nhiên phần lớn các cái nốt giáp này 85 đến 95 là lành tính, và cái tỷ lệ ung thư nó rất là thấp trong cái nốt giáp này, khoảng 5 đến 15% thôi. Tuy nhiên cái tỷ lệ ung thư này người ta thấy tăng ở những cái cơ sở, ở những cái vùng mà có tỷ lệ chiếu xạ là càng ngày càng cao. Về cái giải phẫu bệnh của ung thư giáp thì nó có các cái thể, như là thể nhú, thể dạng nhú, dạng nang, dạng tụy, dạng công việc hóa, các cái lymphoma, hoặc là những cái ung thư liên kết, hoặc là ung thư quái, hoặc là những cái thương tổn thử phát, ung thư thử phát từ các cái thương tổn khác đến. Đặc biệt trong cái ung thư thể nhú thì nó chiếm đến 60-75% trong cái ung thư tuyến giáp, và đây một cái ung thư mà nó giàu về mô xơ và thậm chí có những cái vi phối hóa, và người ta mô tả đây là một cái tổ chức đặc chắc và nó trắng vàng, nó so với cái nền giáp xung quanh. Còn đây là cái thành phần đặc của cái tổ chức ung thư, nó trên cái hình ảnh vi thể, trên hình ảnh đại thể. Thì dựa trên cái tính chất là chắc đặc cứng như thế, thế nên cái việc tầm soát ung thư tuyến giáp thì trước đây người ta sử dụng bằng việc sờ nắng, khám sờ nắng, và cái khám sờ nắng người ta dựa vào cái độ cứng này để cảm nhận được. Tuy nhiên đây là một cái kỹ thuật mà kinh điển nhất, cổ xưa nhất, ít tốn kém và là có thể đại trà. Tuy nhiên đây là nó kỹ thuật là không nhảy, nó phụ thuộc vào cái kỹ năng và cái tính chất chủ quan của cái người khám, và đặc biệt những cái thương tổn nhỏ vài mm hoặc là tương tổn nằm sâu thì hầu như là sờ nắng rất là khó.
Như vậy Duy Viên sau đó người ta mới nghĩ siêu âm, đưa ra cái kỹ thuật siêu âm để ra một cái kỹ thuật siêu âm thường quy là một tầm soát. Và đây là một cái kỹ thuật mà được sử dụng trong những thập niên gần đây. Và nhờ cái kỹ thuật siêu âm này, người ta có thể phân tầng nguy cơ các cái thương tổn dựa vào các cái dấu hiệu nghi ngờ, người ta có thể phân cân các cái nguy cơ của cái cây nục giáp. Thì hiện tại trên sử dụng trong y văn, người ta có các cái hệ thống phân tầng TIRAD, tức là của TIRAD này của cái hiệp hội điện quang Hoa Kỳ, hoặc là TIRAD của cái Hàn Quốc, hoặc là TIRAD của Pháp, hoặc là người ta dựa vào các cái phân tầng nguy cơ nục giáp này của cái hiệp hội siêu âm Mỹ, hoặc là cái hiệp hội hiệp hội tuyến giáp Mỹ, hoặc gọi tuyến giáp của Anh Quốc. Và từ cái siêu âm sàng lọc này, người ta phát hiện giống như là cái tỷ lệ lúc ban đầu, dịch tễ ban đầu, tức là những cái đối tượng mà trên 65 tuổi đến 50%, hoặc là đối tượng dưới 15 đến 18 đến 65 tuổi, thì nó phát hiện đến 30%. Thì mọi người thấy, thì khi mà phát hiện ra một tỷ lệ nục giáp lớn như thế là làm cho bệnh nhân lo âu, và nhiều khi tiếp tục làm các cái kỹ thuật chỉ định tiếp theo, giả như sinh thiết chẳng hạn, và làm tăng cái gánh nặng y tế lên. Chính vì vậy thì cái vai trò của cái giá trị của các hệ thống phân tầng này rất là quan trọng, để mà chọn lọc ra những các cái nốt giáp mà có nguy cơ cao, để mà các cái chỉ định sinh thiết nó phù hợp. Chẳng hạn như cái hiệp hội về tuyến giáp của Mỹ, thì người ta phân các cái mức độ nguy cơ cao, nguy cơ trung gian, trung bình, nguy cơ thấp, và rất thấp và lành tính, dựa vào các cái đặc điểm, chủ yếu là những cái đặc điểm chẳng hạn như vi bôi hóa rất là giảm âm, hoặc là chiều cao như hơn chiều rộng, hoặc là có thể cấu trúc nó lồi ra bên ngoài, hoặc là những cái bôi hóa dạng viên không mất liên tục, hoặc là có hạch đi kèm, hoặc là chẳng hạn như đối với cái hệ thống phân tầng của Pháp, thì người ta đưa ra một cái thông tin mới về cái độ cứng, nên người ta thấy rằng cái giá trị chỉ điểm của cái độ cứng của cái nốt giáp cũng là một những điểm mà cần đặt ra nghi ngờ nó là một cái ác tính, khi mà cái nốt giáp này là rất là cao. Và chính vì vậy mà trong cái hệ thống phân tầng của cái Pháp, thì người ta đưa cái thông tin về cái độ cứng của cái nốt giáp này xếp vào là 4B, tức là cái mức độ nguy cơ có, mức độ nguy cơ cao của cái nốt giáp này. Và trên thường mức độ nguy cơ cao này thì công việc tiếp theo phải là sinh thiết. Và gần đây thì cái hiệp hội siêu âm trường môn điện quang Hoa Kỳ ACA, thì người ta đưa ra một cái hệ thống phân tầng dựa trên 5 cái tiêu chí về thành phần, độ ấm, hình dạng, đường bờ, và cả cái nốt tăng âm có bằng lưng và không có bằng lưng. Và người ta phân tầng cũng vậy, TIRAD 1 tới đến TIRAD 5, và dựa vào cái dấu hiệu nghi ngờ và kích thước của cái nốt, người ta chỉ định làm công việc tiếp theo là theo dõi hoặc là sinh thiết. Và trong cái trong y văn của cái bảng phân tầng của hiệp hội trường môn nghiên cứu Hoa Kỳ ACA này, thì người ta có đưa vào thông tin kỹ thuật đa hồi mô là một cái kỹ thuật mà hứa hẹn, và thông tin về độ cứng của mô của nền nột giáp qua kỹ thuật xương đa hồi mô có thể được đưa vào trong cái bảng phân tầng sau những cái bảng phiên bản sau. Hiện tại thì họ chưa đưa vào là vì cái kỹ thuật siêu âm đa hồi mô này chưa đại trà ở tất cả các cái cơ sở. Chính vì vậy thì 2017 thì họ chưa đưa vào. Tôi nghĩ rằng những năm tới có thể là trong ICA của trường môn điện quang Hoa Kỳ, họ sẽ đưa vào cái thông tin độ cứng của mô, đưa vào trong cái bảng phân tầng nguy cơ của cái nốt giáp. Phần trong phần giới thiệu này, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu bằng cái chẩn đoán nốt giáp bằng kỹ sinh thiết. Thì đây là một cái kỹ thuật mà tương đối an toàn, dễ thực hiện. Và trước đây người ta xem sinh thiết, kết quả sinh thiết bằng kính nhỏ là một tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý là cái tỷ lệ mẫu mà không chẩn đoán được tùy theo cái nghiên cứu nó có thể đến 5-17%. Và hoặc là chẩn đoán không xác định đến 3-18%.
Như vậy thì cái độ nhạy của cái kỹ thuật mà người ta cho là tiêu chuẩn vàng này nó chỉ khoảng 54-90% tùy theo cái kết quả, tùy theo cái loại nghiên cứu khác nhau, và độ đặc hiệu từ 60-96%. Thì đây những cái thông tin này, ở đây một theo cái thông thường trong cái chẩn đoán của cái kết quả tế bào kim nhỏ, chụp sinh thể tế bào kim nhỏ, thì hiện nay trên thế giới người ta thể thống nhất khá phổ biến cái theo cái chủng gọi là Bethesda. Bethesda này thì trên cái Bethesda này người ta cũng phân chia cả cái đặc điểm của cái tế bào thành cả cái mức độ như sau, tức là không chẩn đoán được, hoặc là lành tính, hoặc là không điển hình mà độ tầm quan trọng chưa xác định, hoặc là những cái thương tổn nang mà tầm quan trọng chưa xác định, hoặc là những cái FN, tức là những cái bù tuyến, bù nang tuyến, hoặc là những cái nghi ngờ của cái bù nang tuyến. Thì đây những cái dạng tế bào theo cái phân tầng của theo cái phân loại của Bethesda, thì những cái loại này là loại là không rõ, không ngõ chưa rõ ràng nó là ác tính hay là nó lành tính. Thì những cái tình huống này thì người ta thấy rằng là ngay cả giải thích được một cái tỷ lệ khá lớn, như ở đây khá lớn là không chẩn đoán được, hoặc là mẫu không chẩn đoán được đến 13-18%. Vì vậy thì cái xem xét thì chính vì vậy thì người ta thấy rằng cần nên có một cái phương pháp, một cái phương tiện bổ sung trong cái chẩn đoán của tuyến giáp, những cái nốt giáp. Thì gần đây, những năm gần đây người ta đưa ra cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô để chẩn đoán. Và mọi người biết rằng cái tính chất cơ học của mô nó phụ thuộc vào cái cấu tạo thành phần vi thể đại thể của cái mô đó. Những cái ổ bệnh lý thì trở nên nó cứng lên, chẳng hạn như trong ung thư tuyến giáp thì trở nên nó cứng ra. Chính vì vậy những cái đặc tính này mà trước đây người ta dùng kỹ thuật sàng lọc bằng sờ nắng, bây giờ người ta đưa vào cái giờ vào đó người ta làm cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô. Đây thì tính chất những cái mô bệnh lý, bây giờ đây người ta tính toán một thực nghiệm những cái mô bệnh lý trở nên nó cứng lên so với cái mô bình thường. Cái phần này tôi xin giới thiệu về cơ sở vật lý cũng như nguyên lý của cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi dùng trong cái khảo sát tuyến giáp. Thứ nhất là cái cơ sở vật lý, mọi người nhìn thấy hai cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là một cái vật thể rất là cứng, những cái viên sắt, viên bi sắt, và một cái vật thể rất là mềm, cái loại xốp người ta dùng trong cái nhà phụ cái dụng cụ của nhà bếp. Thì mọi người thấy những cái vật cứng này hầu như là mình không thể đè nén nó được, coi là nó kém đàn hồi, nó không biến dạng được khi mình đè nén nó. Nhưng mà những cái vật thể như vật xốp ở đây mọi người thấy nó có thể nó không thể nói là nó mềm, bởi vì mình đè ép thì nó rất là biến dạng, nó rất là đàn hồi. Như vậy thì những cái vật thể đàn hồi là vật thể mà nó biến dạng khi chúng ta đè một cái lực vào nó, và nó khi mà nó trở lại vị trí thanh dạng ban đầu khi chúng ta thôi không đè, tên đó là những cái vật thể đàn hồi. Và chính cái vật thể đàn hồi này khi nó tạo ra cái độ cứng, và chính cái độ cứng là một người ta có định nghĩa đó là một cái kháng lực của cái vật thể đó khi chúng ta dùng cái lực nén vào vật thể đó. Và chính cái lực nén này nó nói lên cái độ cứng của cái vật thể. Như vậy có thể nói là cái độ cứng này, độ cứng của cái vật thể đó là tỷ lệ với cái biến dạng. Những cái vật thể càng cứng thì nó càng dễ, nó càng khó biến dạng, còn những cái vật thể càng mềm thì nó càng rất là dễ biến dạng. Thì đây một cái hình ảnh mà để mà chúng ta nói cái lò xo, chúng ta dùng cái hình tượng cái lò xo để nói lên cái độ cứng mềm của một cái vật thể. Thì lò xo thì có nhiều loại, loại cứng loại mềm, thì người ta căn cứ vào đâu để nói lên cái lò xo là cứng lò xo là mềm? Thì người ta căn cứ vào cái biến dạng của cái lò xo, ví dụ đây cái lò xo trạng thái ban đầu, người ta dùng cái lực ép để nén cái lò xo này thì sẽ cái lò xo này biến dạng đến một cái khoảng là x. Thì dựa vào cái khoảng x này, trên cái lực nén là cố định hằng định, thì người ta dựa vào cái mức biến dạng x này, tức là cái khoảng cách mà ban đầu của nó thay đổi đi so với khoảng cách ban đầu, thì khoảng x này người ta nói lên được để tính ra được cái độ cứng của cái vật thể đó. Và k lên được đây gọi là đại liền đại diện cho độ cứng của lò xo, thì nó được tính bằng cái công thức là bằng cái lực ban đầu chia cái khoảng biến dạng là x. Đây là cái định luật Hooke mà chúng ta biết được trước đây khi khảo sát về vật lý của cái lò xo. Thì quay trở lại cái nguyên lý của kỹ thuật siêu âm đàn hồi mức biến dạng, thì
Giả dụ trong cái chúng ta đặt nhiều cái lò xo và mức độ cứng khác nhau, màu đậm là nó cứng, lò xo có cái thanh nhạt thì nó mềm, và chúng ta đặt kế tục nhau thế này thì tương thể tương ứng như thế thì chúng ta áp dụng một cái lực, và dĩ nhiên các cái lò xo mềm thì nó biến dạng nhiều, lò xo cứng là biến dạng ít, là mềm thì biến dạng nhiều. Tương tự như thế này, trong cái mô của trong cơ thể chúng ta là có nhiều loại mô khác nhau, dù đây là cái mô tuyến giáp chẳng hạn, và cái nôi nền tuyến giáp thường xung quanh là mềm, và cái ung thư tuyến giáp nằm ở chính giữa đây là cứng, và cái phần mô sau đây là mềm. Như vậy chúng ta sắp thể thứ tự giống như là thay thể thứ tự của cái lò xo phía bên này, và chúng ta dùng cái đầu dò, chúng ta ấn cái lực, một cái lực tác dụng trên cái đầu dò, thì chính bàn tay áp dụng cái lực này nó giống như một những cái lực nén ép trên cái lò xo, và như thế cái phần biến dạng của cái mố một trục tuyến giáp và cũng như cái u tuyến giáp thì nó lên được cái độ cứng mềm khi chúng ta đo được cái khoảng biến dạng của cái mố cũng như khoảng biến dạng của cái u trong tuyến giáp. Và đây là cái sơ đồ giờ này người ta thể hiện cái độ cứng của cái mô, như độ cứng đây cái trục này trục độ cứng, tức đây là cái độ sâu khảo sát, thì cái vật thể ở đây có cái độ cứng người ta thể hiện độ cứng cao hơn. Và cái sơ đồ ở đây thì tương ứng độ cứng thì những cái vật thể cứng thì nó ít biến dạng, thì ở đây là cái khoảng biến dạng người ta đo được rất là ít, nhưng mà đối với cái vật thể những cái phần mô trên này cái biến dạng nhiều hơn thì thể hiện bằng cái khoảng biến dạng rộng hơn. Và như thế thì khi thể hình thể hiện ra ban đầu người ta thể hiện ra được cái vật thể biến dạng nhiều thì nó thể hiện màu trắng, những cái vật thể mà biến dạng ít cứng thì nó thể hiện màu đen. Đây là cái nguyên lý của cái thực siêu âm đàn hồi mức biến dạng. Như vậy quay trở lại siêu âm đàn hồi, chúng ta cần có một cái lực nén ban đầu, và chính cái lực nén này là cái delta, và lại gây ra một cái mức biến dạng khi chúng ta ép vào trong cái vật thể là một cái mức biến dạng epsilon. Và cái suất đàn hồi bằng cái công thức là E mà suất đàn hồi đến độ cứng là suất dân, là suất đàn hồi bằng cái delta này chia cho epsilon. Thì quay trở lại giống như cái hình đục hút trong áp dụng trong cái lò xo cũng vậy, chính là cái độ cứng K là tương đương với E, và cái lực này là cái delta và cái epsilon là mức biến dạng, nó tương tự lẫn nhau giữa hai cái hình ảnh minh họa. Về cái nguyên lý của kỹ thuật này cũng tương đối đơn giản, thì đầu tiên người ta ghi hình của cái siêu âm đàn hồi, siêu âm trước khi mà làm cái động tác ép cái lực nén, rồi sau đó chúng ta cái chuỗi cái thông tin về cái tín hiệu RF, tín hiệu siêu âm nó thể hiện bằng tín hiệu RF, chúng ta ghi nhận bằng một cái chuỗi tín hiệu RF, sau đó chúng ta cái đầu dò chúng ta sử dụng chúng ta nén ngay trên cái vật thể đó, và chúng ta ghi nhận cái tín hiệu RF của cái hình ảnh sau nén, và chúng ta đối chiếu trước nén và sau nén, và chúng ta tính ra được cái khoảng biến dạng, và từ đó tính ra được khoảng biến dạng người ta thể hiện bằng cái mã màu, cái mã màu của cái hình ảnh, mã cái hình ảnh của cái mức độ biến dạng, tức là những cái vật thể nào màu đen thì nó biến dạng kém, những cái vật thể nào biến dạng nhiều thì nó thể hiện màu trắng hơn. Thì đó là cái kỹ thuật xem mức biến dạng. Ngoài ra chúng ta trong cái phần biến dạng chúng ta phải kể để đến một cái loại biến dạng là biến dạng ngang, tức là khi chúng ta ép một cái vật thể, ngoài cái vật thể nó sẽ biến dạng theo trục của cái lực ép, thì cái vật thể này cũng có biến dạng theo cái hướng vuông góc của lực ép. Và cái hướng vuông góc của lực ép này thì chính cái hướng vuông góc này tạo ra một cái sóng biến dạng, tại vì cắm vật thể chúng ta nó liên kết với nhau trong cái mô chúng ta. Thì ví dụ như ở đây cái vật thể chúng ta trên hình ảnh chúng ta kể thì là cái biến dạng ngang, thì khi biến dạng ngang này khi chúng ta ép thì cả cái biến dạng ngang này nó tác động lên cả cái phần tử kế tục nhau bên trong cái mô chúng ta, mà khi nó tác động liên tục tạo thành cái biến dạng ngang, dịch chuyển ngang thế này, và chính cái dịch chuyển ngang này tạo lên một cái sóng biến dạng. Lấy hình ảnh này mọi người thể mường tượng được, chúng ta giữa cái mặt hồ yên lặng chúng ta ném một cái viên đá vào giữa mặt hồ, thì ngay sau khi chúng ta viên đá vào trong mặt hồ thì trong mặt hồ này xuất hiện cái sóng lăn tăn, nó cái sóng này sẽ lan truyền vào trong cái bờ hồ chúng ta, thì chính cái sóng này gọi là sóng biến dạng. Ở đây là cái sơ đồ một cái minh họa chúng ta đây là cái sóng biến dạng sau khi chúng ta ép một cái lực xung lực này là tạo ra cái sóng biến dạng, và sóng biến dạng này lan vào trong mô, đây là cái lan truyền của cái sóng biến dạng theo thời gian. Và
thông thường mà chúng ta sử dụng cái đầu gió, chỉnh cái đầu gió siêu âm chúng ta theo dõi và đo được cái vận tốc của sóng biển dạng đó. Và cái về mặt sóng học thì cái sóng siêu âm thường cái sóng đó là cái sóng dọc, phân tử dao động nó song song về hướng lan truyền. Còn với cái sóng biển dạng thì đây là sóng ngang, người ta gọi là sóng ngang, và cái hướng lan truyền nó vuông góc với cái sóng, cái hướng sóng lan truyền nó vuông góc với cái hướng lan truyền, tức là và với vận tốc là khoảng 1 đến 10 mét/giây. Còn bên kia sóng siêu âm thì khoảng 1540 mét/giây. Bây giờ tôi xin trình bày cái phần kỹ thuật khám và phân tích một cái kết quả siêu âm đằng hồi môn. Ở đây thì chúng ta phải thấy là có hai cái kỹ thuật siêu âm đằng hồi môn, siêu âm hàng môn dựa trên mức biển dạng là stand imaging, và kỹ thuật siêu âm đằng hồi môn dựa trên sóng biển dạng. Thì kỹ thuật siêu âm đằng hồi môn dựa trên mức biển dạng thì nó có hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất, người ta sử dụng cái đầu dò để ẩn ép trên cái ngay cái thương tổn, và người ta tính toán cái mức biển dạng khi chúng ta ép. Ở đây thì với kỹ thuật này thì bệnh nhân nằm ngửa gối kê ở dưới cổ, và bệnh nhân nhìn thở, nhìn nuốt. Trong cái giai đoạn chúng ta thực hiện cái kỹ thuật, vì cái mỗi cái cử động sẽ làm nó thay đổi cái mức biển dạng để làm nhiều ảnh. Và đầu dò chúng ta đặt vuông góc với cái bề mặt da, và khi chúng ta sử dụng cái một cái vùng roi bao phủ lấy toàn bộ cái nhân giáp, một phần một cái mô giáp bên ngoài khoảng 5 mm vừa ra bên ngoài, và chúng ta thực hiện cái kỹ thuật ẩn đầu dò. Thường thường người ta tính khoảng 1% so với cái bề độ sâu chúng ta cần khảo sát. Sau khi ẩn, chúng ta nhả một cái lực rất là nhẹ nhàng, và chúng ta ghi lại cái chuỗi hình. Và trong cả trong chúng ta thu nhận cái chuỗi hình đồng đó thì chúng ta chọn ra những cái hình nào có cái chỉ đẹp chất lượng hình ảnh. Ở đây là cái kỹ thuật mà sử dụng cái đầu dò ẩn, tức là sử dụng mức biển dạng, chúng ta cắt dọc, cái nốt cái nhân giáp, và thấy được cái nhân giáp, và chúng ta cắt dọc, và chúng ta sử dụng một cái khung hình gọi là cái hình roi bao phủ lấy cái toàn bộ cái nốt giáp, một phần của cái những mô giáp xung quanh. Trên đây chúng ta là cái thang điểm chỉ điểm chất lượng, và theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì thường cái thang điểm chỉ điểm chất lượng trên 3.3, ở đây có 5 mức, thì cái trên 3 là chúng ta có thể cho phép là cái hình ảnh được xem là chất lượng, và để thu nhận được hình ảnh, ghi nhận cái hình ảnh, và chúng ta xử lý, chúng ta chọn ra, chúng ta đo đạc các cái thông số đánh giá kết quả. Còn cái thang điểm ở trên này là thang điểm độ cứng của cái mô căng cứng thì nó thể hiện màu xanh đậm, xanh đậm, còn mô căng mềm nó thể hiện một cái màu cam hoặc là màu đỏ. Ở đây thì mọi người thấy cái hình ảnh đó, nó chuỗi hình chúng ta ghi nhận lại, và sau đó chúng ta chọn ra cái hình nào có chất lượng hình ảnh cao. Ở đây có ba cái chất liệu này là ba thang điểm, chúng ta ba cái cột màu chân chỉ đạo cái chỉ điểm chất lượng hình ảnh, chúng ta chọn ra hình ảnh là đây chúng ta xử lý. Để xử lý thì chúng ta phải phân tích cả cái kết quả, thì lát nữa cái phần phân tích chúng ta sẽ trình bày. Thì để cái thể hiện của cái hình ảnh của siêu âm đằng hồi môn, người ta dùng cái hoặc là thang độ xám hoặc là thang độ màu. Cái thang độ xám thì ở đây mọi người thấy năm cái mẫu mô khác nhau, cái mẫu mô nào mà nó biến dạng nhiều thì nó thể hiện màu trắng, không biến dạng thì thể hiện màu đen. Ở đây cái năm mẫu mô ở giữa nó không biến dạng sau khi chúng ta nén thì nó thể hiện cái màu đen, còn cái mẫu mô hai, cái mẫu mô phía trên nó biến dạng thì nó thể hiện một cái màu khác nhau. Biến dạng nhiều thì màu trắng hơn, biến dạng ít thì màu sẫm màu hơn, đó là thể hiện theo thang xám. Còn nếu thể hiện theo thang độ màu thì chúng ta tùy theo nhà sản xuất họ chọn cái màu chúng thể hiện. Thường cái màu có thể thể hiện cái sử dụng cái màu xanh là màu cứng, và cái màu đỏ là màu mềm. Như ở đây thì chúng ta thấy cái nắm cái mẫu mô ở đây, cái mẫu mô ở giữa là cứng, nó không biến dạng thì chúng ta thể hiện cái màu xanh. Còn cái mẫu mô ở phía ngoài rìa đấy, nó biến dạng thì thể hiện cái màu trung gian là màu đỏ, hoặc là cái mô ở giữa đây nữa thì thể hiện cái màu trung gian là màu cam. Như vậy chúng ta thể có cái màu lục, màu vàng, màu cam là những cái màu độ cứng vừa. Trên cái hình ảnh siêu âm đồ đằng hồi mô thì nó thể hiện cái mức độ cứng tương quan, độ cứng giữa các cái mẫu mô là thể hiện trong cái hình mẫu màu. Như vậy giờ đây chúng ta thấy cái nhân giáp ở đây thì màu xanh nó cứng hơn so với cái mô giáp xung quanh, ở đây nó thể hiện một cái màu xám hoặc là màu cam.
đây là cái thể hiện tương quan của cái độ cứng giữa các mô với nhau trên siêu âm đào hồi mức biến dạng. Thì đây là một cái hình ảnh kết quả chúng ta thấy được cái mức biến dạng. Thì siêu âm đào hồi mức biến dạng thì cái nhân giáp này, cái nục giáp này, nó thể hiện cái màu xung quanh ngoại vi của nó là màu, cái màu xanh là màu cứng, mà cái màu trung tâm của nó là màu xanh lục, từng đó là mềm. Còn cái mô tiền giáp thì nó thể hiện màu lục hoặc là màu cam, thế là mềm hơn. Đó là cái kỹ thuật và công nghệ sử dụng cái đồ dò làm cái tạo ra lực nén. Bây giờ một cái công nghệ khác, người ta sử dụng cái động mạch cảnh làm cái lực nén để tác động lên cái biến dạng của mô. Thì cái trong đó cái kỹ thuật mà xem đào mô dựa trên cái đồ dò, thì chúng ta sẽ xem cái tương quan cái độ cứng của nô giáp với cái mô xung quanh, hoặc là chúng ta đánh giá cái phân tích cái tỷ số mức biến dạng giữa cái nục giáp và cái mô lành xung quanh, hoặc là kích thước cái nục giáp trước khi làm trên hình ảnh 2D, cũng như kích thước nục giáp trên hình đang hồi mô. Và một cái loại nữa là phân tích cái mạ màu đối với cái những cái mô dịch. Ở đây thì cái phân mổ cái độ cứng của cái đột giáp trên cái thương tổng thương tổn cũng như mô xung quanh thương tổn thì có, người ta gọi là thang điểm, thành một cái thang điểm là E-score. Thì cái thang điểm này người ta chia là năm cái mức thang điểm. Thì năm thang điểm này thực ra nó xuất phát từ cái phân mắc năm mức thang điểm của cái trường phái Tsukuba trong cái đánh giá thương tổn của giáp, thương tổn vú của trụ theo cái trường phái Tsukuba, thì có thể áp dụng phiên bản qua cái trường giáp. Thì ở đây thì nếu mà cái nốt giáp nó mềm toàn bộ thì người ta cho là thang điểm 1, nếu cái nốt giáp nó cứng rải rác thì là thang điểm 2, và nốt giáp nó cứng ở trung tâm mềm ở ngoài vi là thang điểm 3, và nốt giáp nó cứng toàn bộ thang điểm 4, và nó cứng ở trung tâm nó vẫn còn một trong nốt giáp mà nó lan ra cứng ở bên ngoài ngoài vi nữa là thang điểm 5. Thì theo cái hiệp hội siêu âm thế giới thì cái phân cái thang điểm cái độ cứng thế năm mức thế này thì họ có chấp nhận. Và một nhóm tác giả khác thì họ phân cái nốt giáp thành cái bộ mức thôi, thì họ bỏ đi cái mức số 5, họ thành cái bộ mức. Thì cái mức thứ nhất là mức thang điểm 1 thì là mềm toàn bộ, thang điểm 2 thì nó cứng một vài vùng, thang điểm 3 thì nó cứng toàn bộ mềm một vài vùng, và thang điểm 4 thì nó cứng toàn bộ. Thì hai cái thang điểm này được cái hiệp hội siêu âm thế giới chấp nhận, khuyến cáo có thể chấp nhận sử dụng được. Ví dụ đây một cái thương tổn nốt giáp mà trên cái siêu âm đang hồi mô mức biến dạng, nó thấy cái thang điểm chỉ điểm cái chỉ điểm chất lượng nó đạt. Và chúng ta phân tích ở đây thì chúng ta nếu mà thang điểm 5 thì ta thấy là thang điểm 2. Nếu mà phân tích theo cái thang điểm 4 của Asteria thì nó sẽ còn là thang điểm 2. Và theo cái hiệp hội siêu âm thế giới thì nó khuyến cáo, họ khuyến cáo chấp nhận có hai loại phân cái thang điểm, thang 5 mức thang điểm cũng như là 4 mức thang điểm đều có thể chấp nhận sử dụng được khi mà phân tích cái phân bổ cái nốt giáp so với cái mô xung quanh. Một cái phân tích kết quả nữa là chúng ta phân tích cái mức biến dạng giữa cái thương tổn nốt giáp với cái mô giáp kế cận. Thì đây là một cái chỉ số, tức là cái mức biến dạng giữa cái mô giáp lành với cái nốt giáp. Thì cái kết quả đây người ta xếp lại là bảng định lượng về cái độ cứng của cái nốt giáp đó, và nó không có đơn vị tỷ số giữa hai loại. Ở đây thì mới là một cái chúng ta tương để thực hiện cái so sánh này, thì mức biến dạng này người ta chọn hai cái roi thứ nhất, người ta đặt bên trong cái nốt giáp ở cái vùng cứng nhất của nó, và một cái roi thứ hai đặt ở bên ngoài nhu mô tiền giáp, và hai cái roi này kích thước gần bằng nhau và cái độ sâu gần như ngang nhau. Và cái thông số người là tỷ số mức biến dạng ở đây là 2,38. Và để tính toán cái hai cái mức biến dạng này, người ta khuyến cáo, hiệp hội siêu âm thế giới được khuyến cáo nên đo 3 lần và lấy trung bình cộng của 3 lần này để ra một cái giá trị gọi là tỷ số mức biến dạng. Một cái thông tin nữa khi phân tích cực hình kết quả siêu âm mức biến dạng là chúng ta đo so sánh kích thước của cái nốt giáp trên hình 2D B1 và cái kích thước của nốt trên cái hình siêu âm đàn hồi. Thì người ta thấy cái vùng loại cứng
của cái thương tổn, người ta dùng lại để lấy cái thước của cái thương tổn đó, và người ta lấy đó cái đường kính hoặc là diện tích của cái hai cái thương tổn trước hình ảnh 2D cũng như sau hình ảnh đặng hồi môn, người ta so sánh với nhau. Và một cái loại phân tích thứ ba nữa là những cái phân tích những cái màu đặc thù của dịch thì trên cái hình ảnh siêu âm đặng hồi mức điện dạng đối với những cái thương tổn dịch thì người tạo ra một cái dạng nhiều ảnh, gọi là cái nhiều ảnh xanh lục đỏ, xanh lục đỏ theo cái thứ tự xanh lục đỏ thế này, thì người ta gọi là những cái thương tổn mà có bản chất là dịch. Những cái thương tổn xanh lục đỏ như thế thì chúng ta cho phép chúng ta được nói là dịch. Bây giờ chúng ta đi vào một cái công nghệ thứ hai, đó là công nghệ kỹ thuật siêu âm đàng hồi dựa trên cái mức biện dạng, lãnh giá mức biện dạng do cái độ nén của cái động mạch cảnh. Thì chúng ta biết rằng cái động mạch cảnh nằm kề cận với tuyến giáp, và khi động mạch cảnh nó nảy đập theo cái nhịp đập của chu truyền tim thì cái động mạch cảnh này sẽ làm đến cái độ nảy của cái tuyến giáp truyền một cái lực, và chính cái lực này là nén lên một mô tuyến giáp, và dựa vào cái lực nén từ cái độ nảy của cái tuyến động mạch cảnh đó thì người ta dùng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật siêu âm đàng hồi tạo lực nén từ động mạch cảnh. Thì trên cái kỹ thuật này bệnh nhân cũng phải được hướng dẫn nằm ngửa gối kế dưới cổ, và bệnh nhân là nhìn thở nhìn nuốt, và đầu do chúng ta tiếp xúc nhẹ nhàng với bề mặt da và trên mặt cắt ngang, và trên mặt cắt ngang này chúng ta cắt ngang qua cái thương tổn trong tuyến giáp và cắt ngang qua cái động mạch cảnh, và cái rồi chúng ta bao tròn lấy thương tổn cũng như bao tròn lấy cái động mạch cảnh. Và trong kỹ thuật này hoàn toàn đầu do đứng yên để yên, hoàn toàn đứng yên, chúng ta hoàn toàn không tác động cái lực nào trên đầu do. Và kỹ thuật này đây là kỹ thuật mà để yên thực, đầu do đứng yên không có thay đổi tác động gì, và cái máy nó tự tính toán cái mức biến dạng do cái động mạch cảnh nó đập, và khi nó đạt thì khi mà có một cái chỉ thang điểm chỉ số đạt là khi toàn bộ cái thang điểm chất lượng này là màu xanh toàn bộ thì cái hình ảnh kết quả chúng ta dừng lại, chúng ta xử lý đấy cái hình ảnh đó, chúng ta xử lý kết quả. Và khi chúng ta chọn ra cái hình ảnh mà có cái thang chỉ điểm chất lượng đạt tối ưu, đạt cao nhất tất cả các cái cột của chỉ điểm thì chúng ta lấy cái hình này chúng ta ra xử lý. Thì khuyến cáo của cái hiệp hội siêu âm thế giới, người ta dùng cái roi bao phủ lại một phần của cái nột giáp và một phần của cái tuyến giáp bên ngoài để phân tích cái mức biến dạng của nột giáp này so với cái nhu mô của tuyến giáp xung quanh. Và đối với cái kỹ thuật này, người ta tính được cái gọi là chỉ số tương phản về đàn hồi. Để chỉ số tương phản đàn hồi thì cái chỉ số này biết tắt là ECI. ECI này người ta tính do cái mức biến dạng của nột giáp so với cái mô giáp xung quanh. Ở đây ECI là người ta máy nó tự động tính được là 0.82 sau khi chúng ta vẽ được một cái roi ngay trên nột giáp. Và giờ chúng ta di chuyển qua cái kỹ thuật siêu âm đàng hồi sóng biến dạng. Về kỹ thuật theo sóng biến dạng, về kỹ thuật thì chúng ta cũng tương tự làm giống như là cái kỹ thuật tức là đánh giá của nó sau khi khám sát 2D, và chúng ta để yên đầu gió trên mặt cắt dọc của cái thùy truyền giáp trên cỏ cái nhân giáp, và sau đó chúng ta kích hoạt cái phím để đo cái sóng, để đo sóng biến dạng, có thể dùng kỹ thuật 2D và có thể là 2D đo trên 2D sóng biến dạng, hoặc là đo trên điểm, đo điểm trên sóng biến dạng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đo nó lại là giá trị trung bình, đo 5 đến 10 lần. Và đặc biệt chúng ta lưu ý là ghi nhận cái hình ảnh mà khi chúng ta ghi thì chúng ta ghi nhận cái chỉ điểm chất lượng của hình ảnh đạt tối ưu, đạt chúng ta mới lấy cái hình ảnh đó để mà phân tích kết quả. Thì nhiều nhà cái sản xuất khác nhau họ đưa ra những cái thông điệp về chỉ điểm, thông số chỉ điểm chất lượng khác nhau. Ví dụ đây một cái nhà sản xuất họ dùng kỹ hình dạng của cái đường sóng truyền, cái đường sóng truyền những cái đường dạng mà có song song với nhau thì cái chất lượng của cái hình ảnh đàng hồi này là tốt, người ta sử dụng nó để tính toán. Rồi một cái nhà sản xuất khác thì người ta sử dụng cái bản đồ màu để thể hiện cái chất lượng của cái phép đo. Thì chẳng hạn như nếu màu đỏ là thấp và cái màu xanh lục là đạt là chất lượng cao, thì những cái màu trung gian là màu vừa, thì ở đây là cái màu xanh lục, người ta thể thấy là chất lượng hình ảnh đó
tỉnh cái bức độ sọc điện giang là tốt. Đối với cái nhà sản xuất là Samsung mà tôi đang sử dụng ở đấy thì người ta dùng sử dụng một cái bản đồ màu với cái màu đỏ là chất lượng kém và cái màu trắng là chất lượng tối ưu là 1.1, chất lượng kém được không và chất lượng tối ưu là 1. Thì ở đây mọi người thấy cái vùng truyền giáp chúng ta đo được cái vùng này là thể hiện màu trắng, tức là chất lượng tối ưu mà cho phép chúng ta đo được và cái giá trị là đáng tin cậy. Còn cái hình bên này là cái hình kết quả chúng ta thể hiện bằng kỹ này cái mã màu của cái độ cứng của kỹ truyền giáp. Thì ở đây thì cái màu xanh là cứng và cái màu đỏ là màu xanh là mềm với cái vận tốc là thấp, còn cái màu đỏ là cứng với cái vận tốc là cao. Thì ở đây cái giá trị của nó đo được khoảng là 2.44 m/s. Về phân tích kết quả thì chúng ta cũng về cái chúng ta căn cứ vào kỹ giá trị định lượng, giá trị định lượng chúng ta có thể và thứ nhất là chúng ta phân tích định tính chúng ta dựa trên cái mã màu độ cứng, chúng ta chếp cái thang điện, hoặc là chúng ta căn cứ định lượng chúng ta dựa ra cái giá trị đo được cái giá trị vận tốc của kỹ thương tổn mà chúng ta căn cứ vào đó để đánh giá cái kết quả chúng ta. Thì đối với một cái người bình thường thì cái giá trị trung bình khoảng của một truyền giáp thì khoảng 1.6 cộng trừ 0.18 m/s. Thì chúng tôi có thử làm một cái nghiên cứu trên cái tạp chí Hồ Điện Quang. Thì đây là cái đó giá trị độ cứng của truyền giáp bình thường, nó phụ thuộc vào cái tuổi và giới. Nói chung là trung bình khoảng cái giá trị trung bình khoảng là quanh quanh là 1.9 m/s. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là sử dụng cái quy trục xương đang hồi mức điện giạc để chẩn đoán nốt giáp hoặc là chẩn đoán điện giạc lan tỏa. Vì tôi ứng dụng thứ hai là xương đang hồi sóng điện giạc để chẩn đoán cái nốt giáp hoặc là chẩn đoán điện giạc lan tỏa. Và đối với kỹ thuật xương đang hồi mức điện giạc để chẩn đoán nốt giáp lan tỏa thì chúng ta khai thác cái thông số, các cái thông số thứ nhất là phân bổ cái đặc tính đang hồi của cái nốt giáp đó dựa trên cái thang điện 4 hoặc là thang điện 5, và chúng ta căn cứ vào cái tỷ số mức điện giạc và căn cứ vào cái kích thước của cái nốt thương tổn trên hình 2D đó, so với kích thước thương tổn trên hình xương đang hồi. Quay trở lại đối với cái thang điểm phân dựa vào cái thông số phân bổ đặc tính đang hồi, thông số độ cứng của nốt giáp trên cái thang điểm 5, chúng ta thấy là theo cái trường phái số 3 thì độ 1, 2 và 3 thì những cái thương tổn này thường thường khả năng nó lành tính, còn cái thương tổn thang điểm 4 và 5 thì thương tổn nó ác tính. Đây là một cái nghiên cứu của tác giả Rieger để khảo sát cái xương đang hồi mức điện giạc ở 92 nốt giáp, trong đó có 31 là ác tính và 61 là lành tính. Thông số thang điểm đánh giá cái mức độ thang điểm 5 mức theo trường phái số 3 và tiêu chuẩn là tiêu chuẩn vàng là cái chọc sinh thể kim nhỏ, và tác giả này nếu sử dụng cái điểm cắt 4 và 5, tức là cái thang điểm 4 và 5 là nói lên được cái nốt giáp khả năng là ác tính. Để phân biệt nốt giáp ác tính và lành tính thì tác giả này cái kết quả của nó là độ nhạy là 97%, độ đặc hiệu 100%, giá trị dự báo dương và dự báo âm 100% và 98%. Đây một cái thương tổn trên hình 2D cũng khá gợi ý, và trên hình thương tổn này xin là xương đang ở mức biện dạng, người ta có thể thấy là cái thương tổn xếp loại là 5, nên là kết quả là một cái thương tổn ung giả, ung thư giáp. Còn đây là một cái thương tổn mà xếp thang điểm là 1, tức là nó mềm gần như cả cái mô bẹp xung quanh. Thang điểm 1 là thương tổn này, cái kết quả giải phẫu bệnh lý là một cái nhân giáp lành tính. Đối với cái nghiên cứu mà sử dụng các cái nghiên cứu sử dụng thang điểm 4 mức thang điểm, tức là cái thang điểm của tác giả Astaria. Đây là một cái nghiên cứu tác giả Boringa phân tích 639 phân tích thằng 1, một cái nghiên cứu đã trung tâm 639 nhân giáp để phân biệt nhân giáp ác tính, ác tính và lành tính. Và cái tác giả này lấy cái thang điểm là 4 và 3 và 4 thì để phân biệt là cái dựa trên kỹ tiêu chuẩn vàng, là cái tác giả này thấy rằng cái độ nhạy của kỹ thuật là 92%, độ đặc hiệu là 90%. Một cái nghiên cứu khác thì của tác giả Astaria phân tích đến 86 cái thương tổn
bản sao nhân nháp trong 17 ảo tỉnh, 69 lăng tỉnh. Mà cái thông số đánh giá là cái tháng điểm đang hồi là 4, với điểm khác là 4, thì để phân biệt là tỉnh lăng tỉnh thì tại cả này có cái độ nhạy là 94%, độ đặc hiệu 81%, giá trị dự báo dương là 55, giá trị dự báo âm là 98%. Một cái nguyên cứu khác của tác giả Ragazzoni. Ragazzoni thì nghiên cứu một cái phân tích gộp gồm có 20 nghiên cứu lấy cái tháng điểm 3 và 4 để mà chẩn đoán ảo tỉnh, phân biệt là lành tỉnh, thì cái độ nhạy gộp là 85%, đặc hiệu là 83,7%, độ dự báo dương tỉnh là 69,3%, dự báo âm tỉnh là 92,7%. Còn một cái khi mà sử dụng siêu âm đa hồi mức biến dạng mà dựa vào cái thông số là tỷ số mức biến dạng, thì đây là một cái nghiên cứu của tác giả Nin là 99 nốt, và để chẩn đoán về cái phân biệt giữa đặc dịch nột giáp lành tỉnh, nột giáp ảo tỉnh, nếu tác giả lấy cái điểm cắt cái tỷ số mức biến dạng là 4.22 thì cái độ nhạy là 81,8, độ đặc hiệu là 82,9. Nếu mà lấy cái điểm cắt là 3,5 thì cái độ nhạy nó tăng hơn 8,2, nhưng mà cái độ đặc hiệu nó giảm đi. Như vậy thì cái điểm cắt này nó mình có thể thấy rằng là cái điểm cắt này khi mình thay đổi điểm cắt thì nó sẽ thay đổi cái độ nhạy, độ đặc hiệu. Muốn có cái độ nhạy cao thì độ đặc hiệu nó sẽ giảm, muốn có độ nhạy thấp thì độ đặc hiệu sẽ cao. Như đây là một cái trường hợp, một cái nhân giảm mà chỉ số mức đang hồi, chỉ số đức đang hồi là 1,51. Kết quả đây là một cái thương tổn là lành tỉnh trên sinh thiết. Còn đây là một cái thương tổn mà chỉ số mức đang giảm là 4,32. Nên đây là một cái thương tổn, kết quả sinh thiết là một cái ung thư giảm. Đây là một cái trường hợp khác, đây là một cái tỷ số mức biến dạng là 5,31. Đây là một cái thương tổn, này là thương tổn kết quả giải của mình là một cái thương tổn ảo tỉnh. Còn một cái nghiên cứu khác, người ta khi mà sử dụng cái công nghệ là đánh giá cái mức biến dạng dựa trên độ nảy của động mạch cảnh, thì đây là một cái nghiên cứu của tác giả Lim, cái sử dụng cái kỹ thuật siêu âm đa hồi mức biến dạng dựa trên lực nén là động mạch cảnh, 56 nốt giáp là nghi ngờ ảo tỉnh, và trong đó 53 nốt là ảo tỉnh và 3 nốt là lành tỉnh, thì người ta thấy rằng cái giá trị ECI, tức là chỉ số tư phản về độ đàn hồi của ba bác sĩ khác nhau, người ta thấy là cái chỉ số ECI này rất là cao, nó quanh là 3.7 cho đến 4.5. Và một nghiên cứu của tác giả Kim, thì tác giả này sử dụng cái kỹ thuật là công nghệ là siêu âm đa hồi mức biến dạng dựa trên động mạch cảnh với 196 nốt, trong đó 154 nốt lành tỉnh, 42 nốt ảo tỉnh, lấy cái điểm cắt là ECI, tức là chỉ số tương phản mức đàn hồi là 3.11 để phân biệt cái một cái nốt giáp lành tỉnh, nốt giáp ảo tỉnh, thì cái tác giả thấy rằng cái độ nhạy là 81, độ đặc hiệu 63, giá trị dự báo nhà dương là 37,8 và đã dự báo âm là rất là cao, 92,5. Như vậy tác giả đề nghị là một cái, đây là một cái kỹ thuật, một cái có thể dùng ECI như là một cái phép chẩn đoán để phân biệt giữa nốt giáp ảo tỉnh, nốt giáp lành tỉnh. Đây là một cái trường hợp tôi đã làm một cái nhân giáp, làm cái công nghệ kỹ thuật là siêu âm đàn hồi dựa trên cái động mạch cảnh lá nén, động mạch cảnh, là cái kết quả là chỉ số ECI trường hợp này là 1.05, và trường hợp này kết quả là giải phẫu bệnh lý của sau khi chụp sinh thiết kim nhỏ là một cái nhân giáp lành tỉnh. Thì nhìn chung thì các cái tác giả đều sử dụng các cái điểm cắt là trên 3 để chẩn đoán phân biệt khi mà sử dụng cái ECI, tức là sử dụng công nghệ siêu âm đàn hồi dựa trên cái độ nảy của động mạch cảnh, thì cái chỉ ECI, tức là chỉ số để tương phản về độ đàn hồi trên 3 để cho phép phân biệt rất tốt cái giữa một cái nốt giáp lành tỉnh và nốt giáp ảo tỉnh. Thì tóm lại đối với kỹ thuật siêu âm đàn hồi mức biến dạng, thì người ta ngoài ra người ta còn phân tích cái kỹ tỷ số kích thước giữa hai cái nốt thương tổn là trên cái hình ảnh ID và trên hình ảnh siêu âm đàn hồi đối với kích thước của thương tổn trên hình
đang hồi mà lớn hơn so với kích thước của trên nền 2D thì có thể cho phép phân biệt giữa một cái nột giáp lành tính, nột giáp ác tính với cái độ nhạy độ đặc hiệu là khá cao là 92%, và cái độ nhạy là 46%, độ đặc hiệu 92%. Đây là một cái hình ảnh và cái nột giáp. Trước khi làm siêu âm đàn hồi B1 chúng ta đo kích thước như này, sau khi làm đàn hồi chúng ta đo kích thước lại thì ta thấy rằng kích thước nhỏ hơn, để chứng tỏ rằng đây một cái chỉ số nó nhỏ hơn 1, nên là một cái thương tổn nó lành tính. Còn đây là một cái thương tổn trước khi siêu âm đàn hồi kích thước là bé, nhưng mà sau khi âm đàn hồi là kích thước nó lớn ra, để đằng này là một cái thương tổn xếp loại là kết quả là một cái thương tổn ác tính khi mà kích thước so sánh kích thước nó lớn ra so với kích thước siêu âm 2D. Thì nhìn chung đối với kỹ thuật siêu âm đàn hồi mức biến dạng thì người ta có ba phân tích dựa trên ba cái thông số. Thông số thứ nhất là thang điểm đàn hồi. Cái thang điểm đàn hồi theo cái trường phái Tsukuba thì 1, 2, 3 nó thường là lành tính, 4 và 5 nó thường là ác tính. Và nếu mà cái thông số phân tích theo cái chỉ số đàn hồi, chỉ số mức biến dạng thì điểm cắt người ta sử dụng là 2 đến 4, điểm dưới 2 thường thường là lành tính, trên 4 thường là ác tính. Đối với thông số kích thước, so sánh kích thước tương tổn trên siêu âm đàn hồi với sự kích thước trên siêu âm trên 2D, điểm mà kích thước lớn hơn 1 thường thường nó là ác tính. Ngoài ra người ta cũng thử sử dụng siêu âm đàn hồi mức biến dạng dựa trên cái đánh giá để chẩn đoán những cái bệnh lý về biến dạng lan tỏa. Theo một cái nghiên cứu của tác giả Zucala thì người ta thấy rằng đối với cái viêm giáp cấp thường thì độ cứng nó không thay đổi, nhưng mà viêm giáp bản cấp, viêm giáp màng thì độ cứng nó thay đổi, thậm chí nó cứng hơn một cái cơ ức đông trùng bên cạnh. Và người ta thấy rằng độ nhiễm trùng giáp bản cấp, viêm giáp màng sau khi điều trị thì độ cứng nó giảm đi. Đây là một cái trường hợp mà tôi làm nên một cái trường hợp một cái viêm trùng giáp màng tính Hashimoto trên siêu âm đàn hồi mức biến dạng, và người thấy toàn bộ tuyến là màu xanh, và trong lúc đó cái cơ ức đông trùng phía trước là màu đỏ, chứng tỏ nó mềm hơn so với cái ức đông trùng. Ở đây là một cái trường hợp mà bệnh lý trên hình ảnh 2D rất điển hình một cái viêm tuyến giáp màng tĩnh nó bản cấp là Hashimoto. Bây giờ chúng ta qua cái phần ứng dụng lâm sàng của kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biến dạng. Cái thông số thảo để mà khảo sát trong cái kỹ thuật siêu âm sóng biến dạng là cái giá trị vận tốc tính bằng mét giây, hoặc là cái giá trị bằng suất của suất đàn hồi tính bằng kilopascal. Mình đo trên cái ROI, bằng cái ROI trên cái kỹ thuật đo điểm hoặc đo trên cái đến diện phẳng. Thì một cái nghiên cứu mà đáng lưu ý thì mọi người đến một cái nghiên cứu của tác giả Takahiro Fukuhara. Cái tác giả này họ nghiên cứu bằng thực nghiệm, họ lấy 599 mẫu mô học, tức là cái mẫu bệnh phẩm mô học của 4 cái nhóm bệnh. Nhóm thứ nhất là 254 cái mẫu mô tuyến lành tính, 128 cái mẫu mô tuyến viêm tử mãn từ miễn, 160 nốt giáp lành tính và 52 cái mẫu mô của cái ung thư tuyến giáp thể nhũ. Thì đây là cái kết quả sóng biến dạng của 4 cái loại mẫu mô này. Đối với cái mô tuyến lành tính thì cái giá trị trung bình tác giả này, nhóm tác giả này thu được là 1,6 mét cộng trừ 0,18 mét giây. Đối với cái mô viêm màng từ miễn là 2,55 mét giây cộng trừ 28. Đối với cái nột giáp lành tính thì là 1,72, và đối với cái nột giáp mà ung thư thể nhũ là 2,66 cộng trừ 0,95 mét giây. Như vậy thì cả cái bộ nhóm này có thể một sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với cái P nhỏ 0,01, 0,001. Như vậy thì mọi người thấy cái mô tuyến giáp lành tính và mô cái u nột, cái nột giáp lành tính kích thước là tương đối thấp, nhưng mà so với cái ung thư là kích thước rất là cao. Đó là cái mẫu mô học mà lấy ra khỏi bằng thực nghiệm mà lấy ra khỏi cơ thể. Còn đây là một cái nghiên cứu trên bệnh nhân thì của cái tác giả Boringa và cộng sự. Trên này ông này nghiên cứu là 158 cái nốt giáp với 21 là ác tính, 137 là lành tính. Thì ông thấy cái độ viền tuyến giáp lành bình thường thì 0,1,76 với một cái ô tuyến 1,9, tương tự như cái tác giả trước nhóm bằng thực nghiệm, nghiên cứu thực nghiệm.
Còn đối với cái những cái ung thư giáp thì cái phá dị vận tốc là 2,69 mét một giây. Và trong cái nghiên cứu này, tác giả này sử dụng thêm cái kỹ thuật siêu âm mức biến dạng và khảo sát kỹ theo cái chỉ số, theo cái thông số đàn hồi, thăng điểm đàn hồi theo bộ mức của cái nhóm của tác giả Asteria, thì cái giá trị chẩn đoán của cái kỹ thuật siêu âm mức biến dạng so với cái kỹ thuật siêu âm sóng biến dạng theo tác giả nghiên cứu của tác giả này thì không khác nhau, có ý nghĩa thống kê. Còn đây là tổng hợp các cái nghiên cứu của các cái 8 tác giả khác nhau, thì cái điểm cắt để mà chẩn đoán phân biệt giữa một cái nội giác lành tính và nội giác ác tính thì mọi người thấy ở đây giá trị của nó từ 2,5 cho đến 2,9 đến 3 mét, thì với cái giá trị độ nhạy, độ đặc hiệu tương đối cao, rất là khá cao của các cái nhóm nghiên cứu khác nhau. Một cái tác giả Zhang, đây là một cái phân tích gộp của tác giả này, thì trong 15 nghiên cứu phân tích gộp thì tác giả này chỉ ra rằng cái điểm cắt thì khoảng để phân biệt giữa ác tính và lành tính là trong phạm vi 2 đến 3 mét, thì cái phạm vi này người ta gọi là cái vùng xám. Và có 11 cái nghiên cứu chỉ ra cái điểm cắt tối ưu là ung thư giáp là trên 2,5 mét giây. Và tác giả này đề nghị là đối với các cái nội giáp có phạm vi từ 2,5 đến 3 mét giây thì nên chỉ định sinh thiết với cái nguy cơ ảo tính là khá cao. Và một cái tác giả nhóm Park năm 2015 cũng chỉ ra rằng với một cái nội giáp mà độ cứng vào 85 kPa tức là khoảng 5,3 mét giây cho đến 94 kPa tức là khoảng 5,5 mét giây, thì đây là một cái chỉ điểm độc lập cho thấy là nó là ung thư giáp. Như vậy thì mọi người thấy một cái giá trị độ cứng cao thì nó là trở thành một cái chỉ điểm độc lập. Chính vì vậy mà khuyến cáo từ Hiệp hội Thế giới vô cùng thì cái điểm cắt để phân biệt giữa một cái nột giác lành tính, nột giác ác tính thì trong khoảng từ 2,4 đến 4,7 mét giây. Nên cái khuyến cáo này với cái mức bằng chứng là 2A với cái đồng thuận là 100%. Như thế thì mọi người thấy đây là một cái bản này nói lên được là cả cái phân tích gộp, ở đây có năm cái phân tích gộp của bốn tác giả khác nhau, thì trong cái phân tích gộp này thì cả tác giả này đều chỉ ra rằng cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biến dạng nó có khả năng để phân biệt một cái đặc tính của nột giáp lành tính hay là ác tính với cái độ nhạy độ đặc hiệu rất là cao. Độ nhạy thì trên 0,8, độ đặc hiệu thì còn khoảng trung bình trên 0,85. Và đặc biệt mọi người thấy cái chỉ số trên, cái odds ratio chỉ số trên này rất là cao. Những cái tổng tác giả đông và tác giả lưu này cái chỉ số trên là 46 hay là 127. Khi một cái chỉ số trên cao này thì đây là một cái dấu hiệu nó hướng đến một cái khả năng phân biệt ảo tính rất là tốt. Chính vì vậy thì hướng dẫn của cái quốc phong hiệp hội siêu âm thế giới thì nói ra là siêu âm đàn hồi sóng biến dạng đó ở cái đó điểm hoặc là đó trên diện phẳng có một cái độ nhạy độ đặc hiệu rất là tốt để mà xác minh cái nột giáp. Và như thế thì chính vì vậy thì siêu âm đàn hồi là một cái phương tiện rất là hữu ích để mà phân biệt nột giáp lành tính và đã được xem như là một cái kỹ thuật bổ sung thêm trong cái siêu âm thường quy để mà chẩn đoán để mà điều nột giáp. Còn đây là cái phần vai trò, phần này nói về vai trò của siêu âm đàn hồi sóng biến dạng trong cái chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp lan tỏa. Spore, một cái tác giả năm 2012 đã chỉ ra rằng là với cái nhóm chứng thì cái vận tốc sóng biến dạng bên nhóm chứng thì khoảng tức là những người tuyến giáp bình thường thì cái vận tốc là khoảng 2,07 mét giây, nhưng mà đối với cái một cái viêm giáp tuyến giáp Hashimoto thì nhóm tác giả này chỉ ra rằng là 2,68 mét giây. Và chính cái nhóm tác giả này cũng là một cái nghiên cứu khác và cái giá trị của Hashimoto là 2,68, còn trong nhóm cái bệnh lý Gray là 2,82 mét giây. Dựa trên các cái kết quả này mà quốc công đã khuyến cáo số 25 rằng siêu âm đàn hồi sóng biến dạng nó chỉ ra được là sóng biến dạng là gia tăng trong các cái bệnh lý giáp lan tỏa.
Đây là một cái trường hợp mọi người thấy trên hình ảnh 2D, cái cấu trúc của cái tuyến giáp này không đồng nhất, nó xuất hiện rất là nhiều cái dải sơ bên trong này, và trên cái bờ viền của cái tuyến giáp này mọi người thấy từng thùy mũi với cái hình ảnh này nó rất là đặc thù cho một cái chẩn đoán một cái Hashimoto mãn cấp. Và trên bệnh nhân này sử dụng kỹ thuật siêu âm đàn hồi sóng biến dạng, mọi người thấy cái mã hóa màu của cái tuyến giáp của tuyến giáp lúc này nó cứng hơn so với mã hóa màu của cái cơ ốm đồng trùng phía trên này. Bình thường thì cơ ốm đồng trùng sẽ cứng hơn so với cái tuyến giáp, và đây mọi người thấy cái mô tuyến giáp lúc này nó ngả về xanh nhiều hơn, trong lúc đó cái cơ thì nó ngả về phía màu mềm hơn là màu gạch. Còn đây là cái giá trị vận tốc của cái giá trị vận tốc ở đây là vẫn tăng lên rất là cao. Và một cái nghiên cứu của thằng giả Kim năm 2014 chỉ ra rằng một cái điểm cắt 2,53 mét giây cho phép phân biệt giữa một cái nhu mô giáp bình thường và một cái nhu mô giáp lan tỏa. Như vậy thì với cái độ đặc hiệu giá trị dự báo độ nhạy và độ dự báo dương tính là trên 90%, thì đây một cái trường hợp biến tuyến giáp màng tĩnh, thì mọi người thấy cái giá trị vận tốc ở đây đó được là 3 mét giây. Một cái nghiên cứu khác của anh Liêu, trong những cái bệnh lý mà Hashimoto hay là bệnh lý viêm giáp màng tĩnh thì cũng có những cái nhân giáp, những cái nốt giáp. Vậy thì những cái nốt giáp này, cái giá trị chẩn đoán của nó thế nào đối với cái sóng biến giáp, sử dụng sóng biến giáp thì giá trị thế nào? Thì trong cái nghiên cứu của tác giả Liêu này thì tác giả thấy rằng là vận tốc của cái sóng biến giáp trong để phân biệt cái niệm cắt, để mà phân biệt giữa nốt giáp ác tĩnh, nốt giáp lành tĩnh trong cái nhóm mà bệnh Hashimoto hay là nhóm bệnh không phải Hashimoto thì không khác nhau về đặc biệt đáng kể, chỉ có cái nhu mô giáp bên ngoài cái nốt thì nó là khác biệt đáng kể. Đây là một cái trường hợp mà Hashimoto mọi người thấy ra dùng bản gấp nó tăng tín hiệu Doppler rất là nhiều, và trên Doppler trên kỹ thuật siêu âm đàn hồi mức biến dạng thì nó gần gần giống như là cái mô xung quanh, tức là cái mô xung quanh vẫn cứng và cái nốt giáp này vẫn cứng được khoảng 2,5-2,6. Và ở đây thì đo cái vận tốc sóng biến dạng thì mọi người thấy nó cũng tương tự cái giá trị khoảng 3,2, bên này 3,4, gần gần như nhau. Và trên cái kỹ thuật mức biến dạng thì mọi người thấy cái mô nền, cái mã màu của cái mô nền và cái nhân giáp lúc này cũng gần gần như nhau. Thì mọi người thấy thì đây là một cái nhân giáp mà khi sinh thiết ra đó là một cái ung thư hay là giáp, thì cái giá trị vận tốc là vừa cao. Cái phần tiếp theo tôi sẽ trình bày về hạn chế của cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán cái bệnh lý tuyến giáp. Thứ nhất, đối với kỹ thuật siêu âm mức biến dạng, cái kỹ thuật mức biến dạng thì cái vị trí nốt giáp nó ảnh hưởng đến kết quả thế nào? Thì nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng cái nốt giáp ở eo thì rất là khó thực hiện cái kỹ thuật siêu âm mức biến dạng, vì lúc đó thì cái nốt giáp nó nằm rất là nằm sát cái bề mặt của cái nhu mô giáp, và như thế thì ngoài ra cái nằm sát bề mặt như thế thì cái nốt giáp là ngay đứt giữa cái đầu dò và kê trên nó là cái khí quản. Như vậy thì chính vì nằm giữa hai, bị kẹp giữa hai cái bạc đầu dò và cái khí quản như thế thì khi mình làm được kỹ thuật siêu âm mức biến dạng rất là hạn chế, nó có một cái mô nền để mà làm tham khảo. Như mọi người biết là cái kỹ thuật siêu âm mức biến dạng thì đòi hỏi có một cái mô nền, một cái mô để tham khảo cái tương quan giữa cái độ cứng mềm của cái nhân giáp đó với cái mô xung quanh. Ban ngày khi một cái nốt giáp nằm ở eo thì khi nó không có còn một cái giải mô nào cả để mà làm cái tham khảo. Đây là một cái hạn chế của cái tiếp xúc đang hồi mức biến dạng khi cái nốt giáp nằm ở eo. Thứ hai nữa, cái nốt giáp mình nằm ở sâu thì khi mình dùng cái kỹ thuật đang hồi mức biến dạng thì mình dùng cái đầu dò để ẩn thì nó ép, đầu dò để ép thì đòi hỏi rằng cái lực ép chúng ta phải không quá nhiều. Nếu muốn ép để quá mạnh để mà đưa đến để có thể tạo nên một cái mức biến dạng ở trên cái nốt giáp sâu thì sẽ gây ra nhiều ảnh. Tuy nhiên thì
thông thường kỹ thuật này khuyến cáo không nên sử dụng cái lực ép lớn. Và như thế đây là một cái hạn chế cái đối với cái nhánh giả nằm ở sau. Thứ hai, những cái nhánh giả nằm cạnh và mặt cảnh thì lúc này cái nhiễu ảnh có thể xảy ra khi chúng ta làm cái kỹ thuật đè ép trên cái đầu do. Như những cái trường hợp này người ta khuyến cáo nên dùng cái kỹ thuật là đánh giá dựa trên cái công nghệ là so sánh, tức là đánh giá trên mức điện giảm của cái nột giảm dựa trên cái độ này và độ mặt cạnh, thì nó giúp giải quyết được cái câu chuyện là những cái nột giảm này bị ảnh hưởng nhiều bởi hai nguồn, nguồn từ ép độ do và nguồn từ cái độ mặt cạnh. Thứ hai, một cái hạn chế nữa trong cái kỹ thuật xâm mức điện giảm nữa thì đó là những kỹ thuật cái nột giảm lớn. Khi cái nột giảm lớn này, những chẳng hạn như nột giảm mạch lớn trên 3 cm thì có khả năng nó choáng, nó chiếm hết toàn bộ cái thể tích tuyến giáp. Thế như thế lúc này cũng không còn một cái nền giáp xung quanh để mình làm cái đối chiếu so sánh. Những trường hợp này người ta thì khuyến cáo sử dụng cái cơ đồng chủng có thể được làm so sánh. Tuy nhiên khi sử dụng cái kỹ thuật là ép mình dùng cơ đồng chủng làm cái tham khảo thì mọi người phải cần chú ý cái cơ đồng chủng này phải cho một cái vị trí mà nó cùng độ sâu với cái nột giáp. Còn nếu mà chọn cái cơ đồng chủng ngay về trên nột giáp thì sẽ gây ra một cái nhiễu ảnh là cái độ chính xác nó không còn nữa. Thứ hai, đối với nhiều những cái trường hợp nhiều nột giáp nhưng mà nó kết tụ lại thành một cái nột giáp lớn thì cũng gây ra những cái hạn chế như thế. Và thứ một cái hạn chế nữa là kích thước nột giáp quá nhỏ vài mm thì sẽ gây ra cái hiệu ứng thể tích tương phân, tức là cái bề dày nhật cắt cái ép thì nó ép trên cái nột giáp đó, nó phải làm lệch trục đi cái hướng ép của cái tự do đi, đầu do đi. Như vậy thì khi mà lệch trục nó hướng ép như thế thì cái biến dạng gãy trên cái nột giáp này không còn phản ảnh trung thực nữa. Về cái bản chất của những cái từ cấu trúc cấu tạo của cái nột giáp nó ảnh hưởng đến cái kết quả thế nào, thì những cái nột giáp mà nó vối hóa nhiều thì số đó nó hạn chế cái kỹ thuật xương ra ngoài mức điện giảm, vì lúc này những cái vối hóa nó làm tăng cái độ cứng giảm, độ cứng của cái nột giáp đi, và cái độ cứng như thế thì là dĩ nhiên nó biến dạng cái khả đánh giá cái biến dạng nó trở nên không còn đúng nữa cho cái nột giáp bên dưới. Ví dụ như cái trong những trường hợp như cái nột giáp này bị vối hóa viêm quanh cả cái phục thì chính cái vối hóa bên ngoài đó nó cản trở cái lực ép của lực biến dạng, thì nó thể thi nó hạn chế phần nào đánh giá cái đại khả năng biến dạng ở bên trong cái nhu mô bên trong bên dưới của cái phần vối hóa. Thứ hai, những cái tổ chức mà sơ nó cũng gắn làm nột giáp nó cứng lên một cách giả tạo. Và thứ hai, đặc biệt những cái nột giáp mà bị keo, bị có dịch keo quá nhiều thì nó cũng làm sai lệch đi cái độ cứng của cái nột giáp. Thì mọi người thấy rằng cái sóng sáng chẩn tức bằng từ cái lực ép của mình nó sẽ hạn chế khi di chuyển qua lan truyền qua những cái vô dịch. Như vậy thì một cái khuyết điểm khác nữa của cái kỹ thuật xưa đang còn mức biến dạng nữa là cái lực ép của bàn tay của người làm có thể ảnh hưởng đến cái kết quả lực ép nhiều hay ít. Mặc dù người ta khuyến cáo cái mức ép mức độ vừa phải, tức là mức ép là lệch khoảng 1%, tức là cái dịch chuyển của đôi do khoảng 1% so với cái bề dày của cái nhu cầu giáp, thì đòi hỏi điều này đòi hỏi cái người làm phải có một cái thời gian huấn luyện, thời gian thực tập. Thứ hai là những cái kỹ thuật này nó không thích hợp đối với những cái thương tổn mà nột giáp mà có cái nang chiếm ưu thế hoặc là vối hóa chiếm ưu thế. Thứ hai là những cái nột giáp là những quả lớn hoặc nằm đông và nó kỹ thuật này dễ nhiều khi chuyển động như thế thì đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ giữa người làm với cái bệnh nhân để tránh tình trạng bệnh nhân quá thở, đứng nuốt nói chuyện thì nó ảnh hưởng đến cái kết quả lúc mình làm. Một con đối với trường hợp mà khi người làm sử dụng cái kỹ thuật xương đang hồi mức biến dạng mà là bằng công nghệ dựa trên cái lực nén từ cái động mạch cảnh thì cũng có những cái khuyết tật của nó. Ví dụ trong những trường hợp đó thì cái độ này của cái động mạch cảnh nó sẽ thay đổi đi, nó biến động đi, nó không khẳng định được ở những cái người lớn tuổi suy tim, tăng huyết áp, tăng áp lực vào phổi, rung nhị, sơ vỡ động mạch, thai nghén. Như trên hộp này thì cái độ này của động mạch cảnh lúc này nó không còn đầm đặn, không còn đầm nhất, không còn hàm bình. Chính vì vậy mức biến dạng trên cái nột giáp kể cận cũng bị ảnh hưởng theo cái ghi hình.
Còn trường hợp cái hạn chế của cái kỹ thuật đang ôi sóng điện dạng thì như vậy cũng tương tự như kỹ thuật mức điện dạng, thì đó là kỹ trong trường hợp cái vị trí độ dạng nằm ở L. Thì ở L thì lúc này thì nó chính như độ dạng nó nằm quá nông, nó nằm phía sau nó là cứng xuống vị quạt, cho nên khi mà mình đặt vào độ dò bên thì đánh giá cái độ cứng sóng điện dạng của nó cũng bị ảnh hưởng. Hai nữa là những cái độ dạng ở sâu, thì ở sâu thì cái cũng làm hạn chế của cái sóng xung siêu âm, cái lan truyền, cái sóng xung siêu âm, sóng xung lực siêu âm là lan truyền thông thường tối ưu nhất là khoảng 3 đến 4 cm. Thì mình giải độ giảm nằm quá độ sâu này thì cái lực lan, cái sóng lực là cái lực lan truyền mà để tạo ra, để cái mức tạo ra sóng điện dạng đối với những tình huống mà cái một giảm ở sâu này nó bị hạn chế. Ngoài ra một cái hạn chế chung cho hai kỹ thuật siêu âm đa ngôi mức điện dạng và sóng điện dạng, đó là những một số có một số loại ung thư là nên, chẳng như ung thư dạng nhũ, bệnh dạng nhũ mà biến thể nang, hoặc là ung thư thể nang, hoặc là ung thư thể tụy, hoặc là lymphoma, hoặc là một cái di căn tư đã khẳng đến, thì một số di căn, một số các loại ung thư này đôi khi nó là nên. Chính vì vậy thì khi mà khuyến cáo của cái Hiệp hội Siêu âm Thế giới thì người ta khuyến cáo rằng là một khi cần nhắc nhở là khi làm thì cẩn thận là cái u, những cái u mà những cái ung thư ngoài cái thể nhũ nó có thể là mềm, như thế nó gây nhầm lẫn trong quá trình đánh giá bằng siêu âm đa ngôi. Thứ hai là những cái nốt giáp mà nó rất là khó xác định được trên những cái nốt mà nó không đồng nhất về mặt cấu tạo, chẳng hạn như là nốt quá vôi hóa, quá lớn như hôm nay tôi có đề cập, hoặc là những cái nốt dịch quá nhiều, có chữ dịch quá nhiều thì cũng càng chỉ trong cái kỹ thuật siêu âm đa ngôi điện dạng. Về tính lặp lại của cái kỹ thuật, thứ nhất tính lặp lại của kỹ thuật siêu âm đa ngôi mức điện dạng, từ đây mọi người thấy trên bảng này, đây là các cái nghiên cứu của các tác giả cho thấy rằng cái tính lặp lại giữa hai người làm thấp đối với kỹ thuật đo mức điện dạng. Chính mà nó thấp như thế này thì 0.08 đến 0.02 thì là cái giá trị tương quan ở giữa hai kỹ thuật hai người làm thấp như thế. Chính vì vậy thì đòi hỏi cái kỹ thuật này phải có cái người làm phải có được huấn luyện và cái thời gian huấn luyện giữa sự giám sát của một cái người kinh nghiệm, sau đó mới độc lập được. Sự yếm đổi với kỹ thuật đang ngồi sóng điện dạng thì người ta thấy rằng cái kỹ thuật này nếu mà tuân thủ đúng kỹ thuật thì cái tính lặp lại của hai người làm hay là tính lặp lại bên trong một người làm khá tốt, tức là một cái chỉ điểm đó là ICC. Từ ICC này là nó nói lên được cái tính lặp lại của cái kỹ thuật nó rất là cao, 0.97 đối với hai người làm và 0.9 đối với một người làm bên trong một người làm. Cái phần tiếp tôi muốn bàn luận đến cái ảnh giả của cái kỹ thuật đa ngôi mức điện dạng. Một cái ảnh giả thứ nhất là cái hiện tượng trượt tia, trượt cái mặt phẳng lực áp lực khi chúng ta áp một cái lực lên đầu dò lên trên cái thương tổn, và đặc biệt những cái thương tổn này có dạng hình cầu thì có cái xu hướng được khi chúng ta một là lỗi của chúng ta khi mà chúng ta ấn khi một lần ấn nhạ khi cái ấn nhạ chúng ta không trùng trên cái mặt phẳng mà ngay từ đầu chúng ta chọn, và cái hiện tượng trượt này người ta sẽ gây ra một cái hiệu ứng trượt thì nó trên cái hình ảnh đang hồi người ta thấy rằng cái gây ra một cái nhiều ảnh gọi là cái nhiều ảnh trượt, thì nó một cái viền rất là mềm bên trên của cái bề mặt của cái thương tổn. Thì những cái tình huống này chúng ta cần lưu ý để tránh tình huống này khi chúng ta thông thường người ta kỹ thuật siêu âm đa ngôi mức điện dạng người ta có hai hình, một hình là 2D bên cạnh và một hình là mã hóa màu của siêu âm đa ngôi mức điện dạng, thì khi chúng ta ấn chúng ta phải nhìn cái hình 2D để mình quả quyết rằng là khi chúng ta ấn nhà trên cùng một cái mặt phẳng quá đi ngang qua cái thương tổn đó. Một cái thương tổn nữa là bỏng lưng, những cái thương tổn mà gây bỏng lưng về sau, chẳng hạn như một cái tình huống mà kỹ vôi hóa dạng viền quanh cái thương tổn dạng nổ cái nốt thì gây bỏng lưng về sau, thì cái bỏng lưng này trên cái hình ảnh siêu âm đa ngôi là gây một cái tình trạng nhiều ảnh mà gây một cái hình khảm này, thì đấy hình khảm này đây là một cái chiều ảnh diệu ảnh giả chứ không phải là một cái ảnh thật của cái kỹ thuật. Để kết luận cái bài này thì tôi có mấy cái kết luận này. Thì lần thứ nhất là siêu âm đa ngôi
tuyến giáp có hai kỹ thuật, thứ nhất là kỹ thuật bức điện giảm và kỹ thuật sóng điện giảm. Kỹ thuật bức điện giảm thì dựa trên cái nguyên lý là cái vật thể nó điện giảm đi một do cái giữa áp lực của cái lực nén, điện giảm theo cái trục của cái hướng cái lực tác dụng. Thứ hai, cái kỹ thuật sóng điện giảm thì dựa trên cái nguyên lý là cái sóng điện giảm hình thành khi mà cái điện giảm ngang này xuất hiện xảy ra khi chúng ta áp lực một cái lực nén vào trong khí mô. Cái lúc thứ hai là cái cả hai kỹ thuật bức điện giảm và sóng điện giảm thì nằm bên trong cái quy trình khám một xương của cái tuyến giáp, tức là chúng ta đánh giá 2D cái hình thái, đánh giá Doppler huyệt huyệt động của cái nột giáp, và sau đó chúng ta đánh giá cái tính chất vật lý bằng kỹ thuật siêu âm đàng hồi mô. Và kỹ thuật siêu âm đàng hồi bức điện giảm thì nó có hai kỹ thuật, hai cái công nghệ. Công nghệ thứ nhất là dựa vào cái lực ép độ do, công nghệ thứ hai là nó dựa vào cái độ nảy của cái động mạch cảnh. Và với hai kỹ thuật này thì cái cách tiến hành làm cũng khác nhau. Trong cái phần bài tập bài trong những slide về cái kỹ thuật làm thì chúng tôi đã đề bài đến trình bày kỹ cái phần này. Thứ hai là hai kỹ thuật sẽ nói mức điện giảm và sóng điện giảm đều có cái giá trị rất là tốt, cao, rất là tốt để phân biệt những bệnh nột giáp lành tính và nột giáp ác tính. Và cả hai kỹ thuật này đều có giá trị rất tốt trong các phần chẩn đoán các cái bệnh lý tuyến giáp lan tỏa. Cái kết luận thứ ba là kỹ thuật đàng hồi sóng điện giảm có tính lập lại cao, kỹ thuật đàng hồi mức điện giảm thì có tính lập lại thấp, và để đòi hỏi cái người làm phải có một cái quá trình huấn luyện chuyên giáo về công nghệ từ một cái người có kinh nghiệm. Và như thế kết luận nữa là một siêu âm đàng hồi mức điện giảm là một cái kỹ thuật mới, nó cung cấp khía cạnh vật lý đàng hồi của cái mô, như vậy nó rất là hữu ích. Nó phần cùng với siêu âm 2D Doppler trong chẩn đoán các cái bệnh lý của tuyến giáp, và hy vọng rằng cái kỹ thuật này sẽ được cập nhật bên trong các cái khuyến các cái hướng dẫn của cái phân loại TIRAS của cái hội trường môn điện quang Hoa Kỳ ICR-TIRAS. Slide tiếp theo tôi xin trình bày cái quy trình khám. Như vậy vấn đề như vậy, quy trình khám của siêu âm đàng hồi là nó nằm trong cái phần khám của siêu âm 2D và Doppler. Như vậy thì đối với đầu tiên chúng ta thực hiện cái siêu âm đàng hồi mức biển dạng thì chúng ta phải làm cái khám 2D trước, và sau đó dựa trên cái kết quả hình 2D này chúng ta phân định phân tích thành cái TIRAS 2D. Sau đó trên dựa trên cái hình 2D này chúng ta điều chỉnh cả cái mức hồi tụ của trong tia cái ROI, và chúng ta đặt cái ROI để khảo sát cái hình siêu âm đàng hồi mức biển dạng. Và khi tiến hành đàng hồi siêu âm mức biển dạng thì chúng ta chú ý có hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất là đè ép, thứ hai là kỹ thuật mà dựa trên độ nảy của động mạch cảnh, thì chúng ta không cần phải đè ép. Và cái ROI chúng ta khi khảo sát chúng ta không phải mở rộng quá nhiều để nó phụ lấy cái xùn giáp hay là phụ lấy cái động mạch máu xung quanh, mà chúng ta chỉ cần bao phủ lấy cái nốt giáp và một phần nhu mô xung quanh. Và khi thực hiện bằng cái lực nén ép đầu do thì chúng ta nhớ là chúng ta khi chúng ta kỹ thuật lực nén độ do để tạo đến bức ép điện giảm thì chúng ta dùng cái mặt cắt giỏng và chạm nhẹ ấn nhẹ trên đồng bề mặt da độ do từ độ do, và cái lực nén này chúng ta vừa ép vừa nhả, và khi quá trình vừa ép vừa nhả chúng ta lưu lại cái chuỗi hình ảnh động, và trên cái chuỗi hình ảnh động này chúng ta chọn ra những cái hình ảnh có cái độ lập lại tốt, tức là cái chất lượng điện giảm là tốt. Và chú ý khi thực hiện cái kỹ thuật mình nén thì chúng ta luôn luôn có cái hình 2D bên cạnh để mà phát hiện sớm, để tránh cái tình huống lực nén của chúng ta là lệch trục so với cái trong cái thương tổn đi. Và nếu chúng ta thực hiện cái lực nén kỹ thuật siêu âm đàng hồi mức điện giảm từ cái động mạch cảnh độ nảy của động mạch cảnh thì cái độ do lúc này phải đặt nằm ngang và nó bao trọn cái nục giáp và bao trọn kỹ động mạch cảnh. Và chúng ta cũng vậy, cũng chẳng lưu lại cái kỹ thuật và chọn ra được cái chuỗi hình ảnh đồng, và chúng ta chọn ra hình ảnh có cái chất lượng chỉ điểm cao nhất. Về cái thu hình, sau khi được cái chuỗi hình ảnh đồng chúng ta nhặt ra cái thương hình ảnh có cái độ cái giá trị chỉ điểm cao nhất, chúng ta phân tích cái kết quả và để tính cả cái tính toán các cái phân tích kết quả, chẳng hạn như tỷ số đang hồi thì chúng ta làm tối thiểu 3 lần, là trung bình cộng của 3 lần này để tính ra cái tỷ số đang hồi của cái nốt giáp.
Còn đối với cái kỹ thuật sóng biển giả cũng tương tự như thế, nó nằm trong một bối cảnh của siêu âm 2D, siêu âm Doppler, và khi chúng ta chọn cái khi thực hiện chúng ta bằng cái ô xem, chúng ta dùng 2D hoặc là chúng đo điểm, tức là kỹ thuật đo điểm trên sóng biển giả hoặc là đo trên diện phẳng. Và đối với cái diện chúng ta có thể sử dụng bằng từng hình một hoặc là sử dụng bằng cái chuỗi hình ảnh động real time. Và khi chúng ta thu nhận hình ảnh, chúng ta chọn ra cái hình ảnh có cái chất lượng chỉ điện cao. Và cái chất lượng chỉ điện cao này thì nó tùy thuộc vào cái hướng dẫn của nhà sản xuất, hoặc là bằng cái số, hoặc là bằng cái bản đồ màu để mã hóa cái chất lượng. Và chúng ta khi chọn ra được những cái hình ảnh có chất lượng chỉ điện cao, chúng ta phân tích kết quả từ những cái hình ảnh này. Cuối cùng là cái phần tôi xin hỏi qua cái bảng tường trình của cái sóng tường giáp. Thì trong cái bảng tường trình này chúng ta sẽ có phần mô tả cái thiết bị, mô tả cái tên, tuổi, bệnh, biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, thiết bị chúng ta sử dụng và cái kỹ thuật chúng ta làm. Thì đối với tường thủy chúng ta sẽ mô tả bằng 2D, đánh giá bằng Doppler và cuối cùng đánh giá đàn hồi. Trong cái đàn hồi này chúng ta sử dụng hai kỹ thuật sóng đàn hồi mức biến dạng và đàn hồi sóng biến dạng. Nếu có thể được, nếu máy chúng ta phải có hai kỹ thuật. Và trong kỹ thuật đàn hồi mức biến dạng chúng ta cũng vậy, cũng xếp loại cái tháng điểm hoặc là tỷ số đàn hồi và cái giá trị vận tốc sóng biến dạng của khí kỹ thuật thiên tổ nốt. Và cuối cùng kết luận chúng ta kết luận dựa trên cái tiras và cảm thấy cái tiras, cảm thấy cái giá trị đàn hồi, chúng ta gợi ý một cái thương tổn theo cái kết hợp giữa cái tiras 2D với cái kết quả trên đàn hồi chúng ta thu nhận được. Và có thể được thêm hình ảnh minh họa đi kèm của cái bệnh nhân. Đây là phần kết thúc bài trình bày của tôi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.